báo giá nhanh cho anh chị những mẫu xe 5 chỗ hiện tại đang có mặt tại nhà của quầy xe cũ anh chị nhé. Chỉ từ 300 triệu đó anh chị, mình có ngay một cái xe đời cao đi ít còn bảo hành để đi che nắng che mưa anh chị nhé. Ok, bây giờ em ơi. Và đầu tiên nói là lên liền luôn anh chị nhé, 300 triệu Toyota Vigo 2019 phiên bản 1.2 AT số tự động anh chị nhé, xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, một chủ sử dụng từ đầu, đi 68.000 cây anh chị nhé, 300 triệu cho chiếc Toyota Vigo này, đi che nắng che mưa lòng vòng thành phố, chạy tiết kiệm, động cơ có 1.2 anh chị nha. Bán tải chiếc này bên em mới về nè, bữa sau em lên clip cho anh chị nha. Ford Focus 2.0 Sport 2013 anh chị nhé, phiên bản này là phiên bản cao cấp nhất luôn nè. Mình đăng ký biển số thành phố, đi 69.000 cây, odo chuẩn bao test hạng luôn cho chiếc Ford Focus này anh chị nhé, 345 triệu. Trang bị đèn Rochester này, rửa đèn pha tự động, cảm biến có đầy đủ hết luôn anh chị. Mazda 3 2020 anh chị nhé, chiếc này là đăng ký biển số đại tỉnh, một chủ sử dụng từ đầu, đi 29.000 cây, em đang chào bán với giá là 540 triệu chiếc Mazda 3 này anh chị nhé. Màu xanh thiên thanh cũng là Mazda 3 luôn 2019 mà mình đăng ký lần đầu vào tháng 2 năm 2020 anh chị. Đăng ký biển số đại tỉnh, xe đi 22.000 cây, em đang chào với giá là 530 củ anh chị nhé. Kia Cerato, chiếc xe thuộc phân khúc xe hạng C, rộng rãi đi gia đình anh chị nha. Chiếc này là 2016 phiên bản 1.6 AT số tự động, nước sơn màu trắng anh chị nha, đăng ký biển số tại tỉnh, một chủ. Xe đi 33.000 cây, odo chuẩn bao test hãng luôn cho chiếc Kia Cerato này anh chị nha, 435 củ. Ok. Chiếc xe sedan hạng D cùng phân khúc với lại Toyota Camry và ngày hôm nay 490 triệu cho chiếc Mazda 6 2016 anh chị, phiên bản 2.0 AT số tự động nha. Xe mình đăng ký biển số tại thành phố Hồ Chí Minh, một chủ sử dụng từ đầu, pháp nhân đang đứng là công ty, xe đi 68.000 cây anh chị nhé, 490 triệu cho chiếc Mazda 6 này anh chị nhé. Vâng, và đây chiếc xe mãnh liệt tinh thần Việt Nam, VinFast Lắc An 2022 phiên bản bay tiêu chuẩn anh chị nhé, nước sơn màu đỏ này, xe mình đăng ký biển số tại thành phố Hồ Chí Minh, một chủ sử dụng từ đầu, pháp nhân đang đứng là công ty anh chị nhé, đi đúng 10.000 cây còn bảo hành chính hãng luôn, 660 triệu cho chiếc VinFast Lắc A này anh chị nhé. VinFast Fadil 2022 phiên bản bay tiêu chuẩn, nước sơn màu trắng anh chị, mình đăng ký biển số tại tỉnh, xe đi 17.000 cây anh chị nhé, cũng còn bảo hành chính hãng luôn cho anh chị, một chủ sử dụng từ đầu, 345 triệu anh chị nhé. Xe được lên cho anh chị là màn hình DVD, camera 360 độ, được nâng cấp lên hết luôn anh chị nhé. Phim cách nhiệt độ cũng có đầy đủ luôn. 345 triệu cho chiếc VinFast Fadil này luôn anh chị nhé. Và anh chị đã lựa chọn được một mẫu xe 5 chỗ nào mình ưng ý chưa? Liên hệ ngay với cô quầy xe cũ anh chị nhé, để mình có mức giá cực kỳ phù hợp nhất luôn cho từng mẫu xe anh chị nhé. Em xin chào.